sư cho con hỏi giới luật của tỳ kheo có giới không ca muốn hát không à, vì con nghe pháp của một số vị sư khác có nghe họ hát nhưng con không biết có giới đó không hay là giới đó không quan trọng có thể phạm được à, bởi vì cái cái tiết mục vấn đáp của mình sư không biết là cái đối tượng là người như thế nào à, họ có biết phật pháp bao nhiêu cái trình độ phật pháp của họ như thế nào cho nên mình không biết là họ thật sự họ không biết hay là họ biết nhưng mà họ vẫn hỏi và hỏi như vậy thì hỏi với cái ý gì À, hỏi để cho sư khẳng định hay là hỏi để uh, uh, mình có cái ý để mình khiển trách người khác hmm. ừ. theo luật á, uh, thì một vị tỳ kheo không có được ca múa hát không có được ca muốn hát à, và trong tăng chi bộ kinh đức phật nói như thế này ngay cả kinh tạng ngay cả những lời dạy của đức thế tôn mà mình ngâm nga cho nó có vần có điệu thì nó cũng đem đến những cái điều nguy hại như sau thứ nhất là nó làm cho cái định nó bị biến mất. Cái thứ hai là nó làm cho chúng sanh tham đắm mê theo cái âm thanh đó. Rồi cái thứ ba đó là nó làm cho cái người mà ngâm nga đó họ phải bỏ thời gian để mà họ rèn luyện như vậy thì họ phí thời gian và họ mất thời gian lẽ ra dành cho cái việc tu tập ừ. và họ khi mà họ làm như vậy đó họ sẽ khiến cho người đời sau bắt trước tức là đệ tử của họ bắt trước bắt trước rồi à, cư sĩ họ bắt trước và như vậy nó sẽ dẫn à, phật giáo đi đến cái chỗ bài vong À, và bởi vì cái chuyện đó ở đây sư trước khi sư đề cập đến cái cuối cùng thì sư liên hệ qua uh, cái bài kinh cái chúc trống để cho quý vị để cho nó bổ nghĩa cho cái ý cuối cùng cái ý cuối cùng là gì chết rồi đi địa ngục cái vị tu sĩ mà ngâm Nga ngâm Nga lời dạy của đức Thế Tôn nha chứ sư không nói là cái những cái bài ca của đời đó ngay cái lời dạy thế tôn mà mình ngâm nga đó chết rồi đi địa ngục bởi vì như sau cái kinh cái, cái, cái chục trống đó, nói như thế này người đời sau đó uh, những cái uh, lời ca lời kệ thơ văn thì uh, họ sẽ mê đắm Tôi sẽ quay trở lại cái ví dụ đầu đi nó là gì? nó giống như hồi xưa có cái cái trống tên là anh là anh thác cá, ở cái trống đó đó lâu ngày đó thì người ta thay nó bằng những cái đinh mới, thay nó bằng cái niền mới, thay nó bằng cái da mới, thay nó bằng cái nang mới và họ thay dần dần đó cho đến một lúc nào đó thì cái trống đó nó không còn là cái trống anh thác cá nữa nhưng người ta vẫn gọi nó là cái chống anh ta cũng vậy đó đời sau đó người ta dần dần thì người ta sẽ mến chuộng những cái ca từ những sự ngâm nghe những cái văn những cái án văn xuôi những cái án thơ những cái tác phẩm nghệ thuật mà họ sẽ chú tâm họ lắng nghe họ chú tâm họ học thuộc họ chú tâm họ bàn luận họ chú tâm họ thực hành còn những lời dạy của đức thế tôn đi đến sự giác ngộ đi đến sự giải thoát đi đến sự chấm dứt sanh tử thì nó không còn hấp dẫn đối với chúng sanh nữa và chúng sanh họ không chú ý họ không lắng tai họ không ghi nhớ họ không thực hành và cho đến thời điểm đó người ta vẫn cứ gọi đó là phật giáo cho nên ấy cái chuyện mà mình ca múa hát xin nói ngay cả mình đem lời dạy thế tôn ra mình ngâm nga đó mình nghĩ như vậy là hay nhưng mà mình không ngờ nó là nhân là duyên góp phần đưa phật giáo vào cái chỗ diệt vong cho nên cái nghiệp nó lớn lắm chứ nó không phải là chuyện nhỏ ừ. chính bởi vì như vậy cái ý cuối cùng mà đức thế tôn nói trong tăng chi bộ kinh đó là chết rồi đi địa ngục